Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi live của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục live con game Farming này nha mọi người. Mình sẽ làm ticket và alo. Mình sẽ làm ticket và nhận thưởng nhiệm vụ con game Farming này nha mọi người. Ok. Mọi người đợi mình xí để mình setup xong cái bản line này. Vai con thử red kéo bách phát bách trúng, chỉ có một pha mù mắt thôi, pha bắt con ra thua mù mắt thôi. Các bạn không biết cái gì hết. Ta thua cái game đấy rồi, còn mấy game khác răng tốt đi bạn này, chỉ có đẩy đến trụ 3 rồi trụ đồng GG thôi. Cần anh như rứa cơ mà anh như vậy rồi. Kéo bách phát bách trúng ớn, chẳng qua đưa gặp thằng ấy bắp đàn cú săn vé máy bay trẻ đi. Mọi người đợi xuyên xí nha mọi người, mình xem thử cái bắp đàn cú săn trẻ đi. Mọi người đợi xuyên xí nha mọi người, mình ok. Ok mình vào đầu tiên nha các bạn. Mình xem nào. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai. Các bạn đợi mình chút nào. Ok. Quốc xong rồi đó. Quốc xong rồi, like rồi đó. Quốc xong like rồi đó bây. Cái thứ hai là ok mọi người, mình ta đặt đầu tiên nào. Đầu game là các bạn ơi. Let's go. Ok mình sẽ có một tất vui. Ever 5 phần tổ này. Năm mươi gỗ các bạn ơi, 50 gỗ nào. Thắng không? À cái thằng bảo sao, cái thằng hôm qua mới thấy lên đây đánh liên quân mà vậy. Biết rồi. Thằng bù thằng học đó. Thằng bù mấy chứ nữa học. Học. Hôm qua máy Hàn Quốc tự dưng mình bật không lên nghe. Đóng cái một hồi nữa tự dưng mình thử lại bật cái tự dưng nó lên. Sao chứ lúc nào? À nút một cái công tắc đúng không? À. Vãi ai mà biết được. Ngoài mô, phía trong là tốt, đó là phía mày. À, bỏ rao nhấn mai nhấn mết không được. Ở đây mình gieo 4 đó là tang thích làm được. Đây, tưới khoai tây mình thu hoạch 5 khoai tây nha mọi người. Sang 40 gỗ nữa mày.
20 gỗ xong bắt đầu mình con số tiền đẹp cho mọi người, 8888 Bấm gì hay vì em đã yêu mọi người. Ok các bạn, bây giờ mình qua rừng ấy nha mọi người, qua rừng để mà cất gỗ nha mọi người, 50 gỗ cho mày lên. Mình bật chưa bật cái tool mọi người ạ, mình sẽ bật cái tool chuyển dịch lên đỡ đúng mọi tay các bạn ơi. Hả? Mệt rồi. Chưa chứ. Mới vô anh cứ bê tiếng hỏi lại. Hôm qua anh nhận xét của tao là tiếng game hơi to đó. Tiếng game. Có chứ. Hôm qua đang chấm tao đó. Ơi, mình cắn chữ cái nào mọi người, tiếng game hơi to à? Nghe bạn mình nói là tiếng game của mình hơi to các bạn ạ. Đặt tưới này chiều mình khoảng 5 phạch tây các bạn. Ê, trường giải thích chứ. Chắc chắn là nó sẽ không được ít khi được không được điểm vào cái môn. Hôm qua video của Quốc là bị lặp lại đúng không? Lặp lại mỗi tiếng thôi đúng không? Lặp lại cả khung hình nghĩa là cả tiếng. Mỗi tiếng thôi à? Mình xem cái video của mình nó bị lặp lại. Lặp lại cả khung hình nghĩa. Okay. Không bị lặp lại các bạn, may quá. Let's go. Good. Khác gì tầm 2 không? Chào bạn. Chào bạn ơi. Chào bạn ơi.
các thứ ra còn đang ngái ngủ các bạn. Cán này mà mình làm nhiệm vụ trăm hai đất luôn mọi người ơi. Phở cắn rồi các bạn ơi. À chưa chấm video like nè. À chấm rồi. Cái này tao không thích điên đó, tao nói điên chứ đó. Đập mặt đập chết chưa. Nhờ. Mười sáu hai các bạn đợi mình xí nha các bạn, để mình check cái 15-1 thì mình là 1-2-1 là 1-2-1-1-3 con số 1 luôn. Ok ok mọi người. Ok mọi người, mình cắn trứng thôi. Xong rồi 40 gỗ chưa nhỉ? Chưa đúng không? Có mu si hay em đã yêu quên. Mày cực khổ. Ok. Vẫn lâu ghê các bạn ơi. Lâu lắm. Anh chấm đến cái mấy cái video like anh dừng lại mọi người ơi. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng. Ok mọi người, mình bắt đầu mình cuốc đất này. Ok mọi người, đất nào được bao nhiêu phút nhỏ là cần chuẩn phút khi hết năng lượng thôi nhá. Rồi chiều vào mình thu hoạch của total là khoai tây là mình sẽ bốt thêm nha các bạn.
Đi về ông nội. Mình chiều vào mình thu hoạch nha mọi người. Ông Hoàng đi nhanh cấu đi. Ông Hoàng đi đéo gì nhanh cấu đi. Là 90 lần nữa. Ok mọi người. Hôm qua tiếp theo này. Ông Hoàng nhanh cẩu thật mới nghe mới nói từng đấy mà. Ok mọi người, vừa nãy mình thấy mình có à mình bán sẵn rồi mọi người, bán sẵn rồi. Người 32 bạc lần ngày 20 bạc đó. Lâu đó. Căng như đang căng đủ quay đài luôn. Không có tham nghỉ luôn mà. Thật chị. Hôm qua live liên minh xong đập 9 nạc 12 giờ đúng luôn á. Thằng đập mấy hạt. Thank you.
Có rừng mọi người, mình đá rồi là từng gieo rồi là mình đặt gỗ luôn các bạn. Nhờ quá tao anh Đạo thì đúng á. Là gì là gì mà không thì đang không thì hòa thêm đang 50 ạc nữa chứ đang. Nhờ quá hết. Đây đây là có mấy ạc mà toàn mấy ạc khó kính các bạn ơi, vũ đá lúm được đây. Thì không đập à, đập hai ạc 2000 đập còn chết mà. Ai kêu đập chứ không kiếm tiền cho anh em mình đập. Vậy 2 giờ đêm còn đéo được nữa chứ. Mười rưỡi đến 12 giờ có được chụp cả không? Được thì đéo được. Một 15 phút một ạc đi. Có 7 ngày đó Boku. 7 ngày là ngày bạn ngày đập 20 ạc đó, 6 ngày mới xong đó. Một thằng á. Nè cứ tính ra là cứ cho tính cho là 4 ạc được 1 tiếng đúng không? Thì 4 ạc 1 tiếng nữa là 10 20 ạc. 20 ạc là 5 tiếng. Nó tích kịp đâu? Không cộng quẻ đi ông cộng. Đó là mỗi năm mặt đập đá là năm đập đá 5 tiếng mới xong 20 hạt đó. Ờ 2 tiếng liên minh là 7 tiếng rồi, còn Fami cho là 7-8 tiếng nữa đi, cho là 16 tiếng, bù 8 tiếng là không có chữ ăn nữa luôn. Hôm qua là học đi về lúc mấy giờ học nhờ? 10 rưỡi đến 12 giờ mới được 9 ạc. Thường thường cái đoạn đầu là đập đến 11 giờ hơn nó bắt đầu 12 máy chứ mấy. Có than đâu, than là giá ấy chứ.
Bây giờ trả được lại cái kênh kia thì được. Bây giờ có cho là kênh không? Nói thật thì mà làm đeo mắt là 8 tiếng ngày giỏi lắm, một ba cái bây không làm thung mà tôi không cài đặt à. Ai mọi người đừng mình cắn chương trình nha các bạn. Tiếp theo các bạn.
Không được. Ok mọi người, mình qua đường mình sâu cắt rút này. 1, 2, 3. Tưới cà rốt 8 lần nhé các bạn. Tưới cà rốt được nhận quá. Ok mọi người, tao còn không được ăn sáng nên nữa là nước. Ai bắt đấy chưa đó? Cái đó thì không nói được rồi. Ok mọi người, qua rừng nào. Nhận răng mà đăng ký ranh mà răng mà kêu. Nếu mà đăng ký ranh thì nói ngồi trước khi đăng ký nói mà người check cái ạc nào hết tiền thì vô để mà đăng đỡ phải đăng ký luôn. Ý lúc đăng ký ranh đập đá thì trước khi đăng ký trước ngày đua đập đá thì tự dưng đăng ký xong rồi mới ập về cái anh em rứa biết sao được. Đã. Bây giờ anh em còn nhận thêm cả liên minh nữa mà. Chứ mà anh em mỗi nhận mỗi family thì khỏe rồi. Tao làm 5 giờ chiều xong đi, tao đập đến 12 giờ đêm, 11 giờ đêm rồi thì mẹ ngày 2 chục cạc thoải mái đó. Đó thì nói nữa. Rồi ra liên minh ai like nào. Đó thì cũng bình thường thôi, nhưng mà cái là nhà tao tôi cũng qua chơi mừng quần nhưng mà đợt này phải theo bước anh Phong rồi đó. Không thì muốn đập đá. Đợt này.
cô. Cho năm vô tô tô nha mọi người. Có quá mọi người ạ, để đi mua đi. Rồi. Mày nó làm cái chuyện tư biết sao vậy? Không thích gì đâu, tôi hay vẽ, được mấy mất mấy vẽ không được. Là kêu làm mấy là được rồi, rồi voi à. Ba năm sáu, ok qua được rồi. Qua rừng nào các bạn ơi. Ngày hai vé tiếp mọi người ơi, đang hai liên tục lắm mọi người. Năm tí rồi tôi đập đá đi chết à. Còn phải đặt chân trái chân phải nữa ông nội. Mình hôm qua cũng 3 video nhưng mà lại 2 kênh. Đâu. Tao 3 mà. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai nhìn lại ra cạnh. Mình mua được cáo các bạn ơi. Let's go. Cứ duyên mình bên lâu. Hai bé rồi chạy vào rừng là nghe mệt rồi đó.
Tao đổi ba vé không ra. Nếu mà làm ô tô hai vé là hiếm lắm, mấy 10 ạc mới có 1 2 ạc em qua rừng thì. Em đổi 185 tiền để mà làm bên đi luôn mà. Xong mình vừa làm ô tô hai vé xong rồi quay lại ngược lại cái đấy. Không. Ok mọi người, hai vé nha các bạn. Tao bật. Không lên, không đi, khùng lên. Tao đập cho cái đi đường cái đứa đó. Làm cái đường vào đâu. Ok các bạn, mình sẽ bạn sale 15 khoai tây nè. Duyên mình bến lâu ai. Làm. Em của tao làm sao để chiều qua được? À của tao thì làm sao mà để chiều qua được? Con mình có đập đâu mà chiều qua. Phải biết. Biết là để tiết kiệm thời gian vào rừng rồi nhưng mà có được đâu. Hôm qua vừa đập chính nha. Hả? Đó, hôm qua với tôi màu vàng vàng mới quất đó. Quất nhìn khoái liền. Quất nhìn được. Hello, mình lại Minh mà cô. 8 giờ mới lại liên minh mà cô. 9 à. Ok mọi người. Cái okay, đập một ngày thôi. Kệ mày đó. Tôi lỗ cho lỗ mấy trăm đi. À cái okay, đừng có đập nữa. Cứ kêu hàng dưới 2000 tiền là thôi. Mười lăm phút rồi đi đâu. Ok ba vé rồi mọi người. Đập ngày chục ạc là đẹp nhờ. Đập ngày chục ạc có đẹp không? Đẹp đúng không? Chơi 5 bộ tư. Thank you.
Cú Đức, Cú Quốc, nó mà đập nhanh như Quốc Quốc ơi. Quốc đợt này chăm đập nhiều Quốc ơi. Ngày mốt đỡ phải đập, ngày mốt đừng có đâu. Qua từ 5 cà rốt, qua từ 5 hành. Mấy ác nữa chứ, 20 bạc thì giờ nào 20 bạc này đâu có chờ ở đâu có nơi đó mà mọi người mình mua thu hoạch hai rừng nha các bạn, thu hoạch ba rừng. Anh chị đã ăn trưa. Ok, hai rừng ba rừng. Tám lần nha các bạn. Đúng rồi, tốt ơi, đúng rồi. Ôi tối tao 2 giờ không muốn ngủ. Một cái tàn tử. Ôi mà trăng trọc cả đêm. Trăng trọc cả đêm đập đá đập đồ mày không. Đang làm sáng đéo nữa. Ít. Rồi ok mọi người, mình mua hành rồi là mình qua rừng mình gieo các bạn. À hôm nay đéo có deal 1.000 rồi bây, hết deal 1.000 rồi bây. Hết deal 1.000 rồi, đi 12.000. Ai biết cái vui nào đã lắp xong chưa cha? Rồi phải cài video, phải chuyển video đi chỗ khác nữa cu. Cho em mình trồng 16 hành tây này các bạn. Có ai có Grab không? Đặt đông thì đặt Grab nó khỏe kìa. Không có Grab, có Grab cha. Grab á, nắm nhiều.
ghê mọi người. Thì vô bông á, vô bông chụp cái menu của bông lên. Rồi con chào thôi. Con chào like chứ mẹ rồi. Ô, mua 2 ly tính tiền 1 chứ. 2 điên à, tính tiền 1 là tính tiền cho 1 người á. Mua 2 ly tính tiền 1. 4 ly cũng tính tiền 1 chứ. Ok mọi người, 3 vé mọi người ơi. À mệt. Đấy, anh em mình đang đặt trà sữa mà mình buồn ngủ quá, có khi là sửa sợ vô ngủ như chết. Mình uống trà sữa vô là không thể tỉnh táo được. Nghe mùi cà phê rồi. Let's go, let's go. Được đăng lên đi, có gì để uống luôn. Tốc tàu bùi giờ đắt ơi. Trời ơi, trời ơi. Hai vé này mọi người ơi. Thôi, đi vừa thôi. Tôi nghĩ rằng ngày 16 tiếng ồ nghỉ ngủ 6 tiếng ăn uống rì ra rì ăn sáng nữa. Nó được có 10 ngàn đúng không? Nó được có 10 ngàn. Còn ai những gì là thương. Ok mọi người, mình gieo nào các bạn ơi. Let's go. Ngày hôm nay cuối chẳng quan tâm gì mời. Các bạn lễ phố à. Rồi tí nữa xuống lấy lon bỏ hút lên uống rồi. Muốn tận sữa mập lắm. Ôi.
đến mỏ. À không, béo ạ. Bao à? Bao thì là được. Người gỗ mà lâu quá mọi người ơi, chặt đợt trước nó tít lại. Ngày xưa gỗ này chặt 2-3 mọi người, 1-2-3. Bây giờ nó chỉ 1-2 thôi. Ok mọi người, ăn này 2 vé. 2 vé kháng vậy, 2 vé kháng á. Rồi mình qua tiếp theo nha các bạn. Một đón đón nữa cô. Ok mọi người, bye 14 này. Cho năm cà rốt mọi người. Ok, 16 cà rốt cho mọi người, khoai tây nhé. Chỉ là nắng nó bắt đầu. Ok mọi người, mình mì dán mì. Ôi nền màu xanh nó nhìn vướng díu ghê á. Ok mọi người, mình chơi chơi 10 hành nhé các bạn. Không à, không thì mua sơn về, sơn màu đen lên. Không. Ok mọi người. Cho nó một cà đào kìa. Ok mọi người, qua rừng 40 đá nha các bạn. Trời ơi, trời ơi. Let's go, let's get it. Ui, dễ bại quá luôn. Ừ, dễ bại thì chết mà. Go. Okay, mọi người.
À đúng rồi, rộng 40 mét. Còn anh chỉ là thứ ok, còn 15 đá, 40 đá nhé các bạn. Muốn xuống đi. Mày đặt nào à? Coi, vứt xuống coi có mã nào không. Mocha thì nhiều mã hơn. Đi ngà. Cái Grab nhiều mã lắm. Đi xuống đi. Thì mày đã đủ đến cái mức để mã kia đâu. Ồ, nó dùng mày có đăng ký Mocha chưa? Rượt thì chắc là quán này không có mã thiệt. Bởi vì có quán 198 nó mình ăn cơm nó cũng không có mã đâu. Ông lần sau mà anh em giúp cho mình 10 ạc, mình lên quán bông mình mua cho này. Bông. Gông cha ông ta, hàng cha. Ta tài gì đó. Ok, 40 đá xong mọi người nha. Khi mình đặt trượt dưới mọi người nhưng mà mình đang giảm cân đó các bạn. Mình đang giảm cân cấp tốc cho nên là mình sẽ không muốn trượt dưới đâu nha. Các bạn mình có thằng Minh Tốt nó uống trà sữa để giảm cân mọi người ơi. Bây giờ là mình có nhiệm vụ gì đây? Hai vật xem 5 con ni ông. Hai vật 10 con ni ông. Ok mọi người, giúp bạn tiếp theo rồi. Còn nay cũng chỉ là ok nào. Ok mọi người xem 10 cà rốt. Hy vọng có. Ủa nào quá bá đạo ê. Ủa nào quá bá đạo ê. Tích trừ 3 game loại à, hôm qua được chấm điểm clip thôi. À cổ đông đường này răng bày. Lầu cái gì đây nữa hả? Ok mọi người, mình thu hoạch 5 khoai tây này. Ok
con hết đau, hết đau. Con Đức hồi tối đi nhậu sập rồi. Ghê vậy ông nội. Ok mọi người, mình qua rừng mình thu neon, mình đập đá rồi mình gieo gieo lúa nha mọi người. Let's go. Cho em đưa năm
đây mọi người. Ba vé mọi người. Qua cái nhà một cuộc tình dành riêng cho em. Khoan cái quần què quá. Mày thích Khoan không? Người người cô lại đồ cao đành lòng quên thích đã bỏ sông bỏ đồ bỏ người chị bước đi đang dùng. Ơi ơi cô lại đó đâu đành lòng quên. Mình mua 10 khoai tây nha mọi người. Mua cái nhiệm vụ này chỉ có mua bán là chính thôi mọi người ạ. Có một người luôn ngóng trông. Tiền đâu uống cho nổi. Làm gì mà có tiền để uống trà sữa cho. Ok mọi người, mình qua lệnh này 6. Mọi người lên qua rừng nào mọi người. Cái gì nữa? Mình mua bốn gừng nha mọi người, bán luôn để làm gì? Chặt túi. Đi theo ngồi. Ok mọi người, 15 đá này.
Đúng làm nữa đó, anh làm tầm 15 mặt phía dưới là anh lên dưới trên nó làm. Ờ, đời này học cái thành công rồi mà. Ồ, ngày xưa ngày đầu tiên vô làm rồi ôm hôn hít thành công rồi, hai thằng hôn ôm nhau buổi đầu tiên luôn. Tầm 11 giờ xong rồi hai đứa ôm ngoắc vai nhau xuống tầng 1 hút thuốc đồ kinh. Mình không biết thằng cha thằng chó mố. Thấy thằng không quen rồi mình kêu định hỏi thấy không đồng hương em mà cùng quê gần nhà hay sao. Kinh. Ôm đồ á. Ôi đừng có nói điều. Nói điều đấy. Anh nói bà đi nữa mà. Bây giờ cách giờ tao chắc anh ngắn hơn á. Giờ chắc tao ngắn hơn á. Mình đấy có thấy nhiều góc ngô mà ta lên tầng 3, ta lên ở tầng 3, lên tầng 3 xuống tầng 2. Qua bên đi luôn nha cha. Lâu lâu sang bên mình chắc lấy đồ. Còn sống nè cô em. Anh còn sống nè cô. Ăn cả cái tốt bốt nè. Mấy thằng em mà Theo được, bán thì bán được nhưng mà ấy thì phải vô trong kia mới bán được. Tìm về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ý là đang lên chợ đó. Về. Trời ơi. Thu hoạch năm cà rốt nha các bạn ơi. Hai Khang điêu. Ông làm hai vé giống gọi mẹ ông làm hai vé bày đặt hai vé Khang. Ok mọi người. Mình tưới mấy cái cà rốt nha mọi người, cà rốt mình tưới cà rốt nha các bạn. Vãi cả nhà ấy. Good. Mình tưới khoai tây 10 lần nha các bạn. Ok mọi người, mình qua mình quất đất, mình quất đất rồi là mình sẽ hai nấm nha các bạn. Ok, 40 đá là mình 120 với 40 là mình có 101 à. Từng này mới có 101 cái gì mà một năng lượng của mọi người. Chúng mình gì ăn bánh nha. Rồi hết rồi. Rồi như đợi mình xíu nha các bạn. Yeah.
Mọi người đợi xí nha, mình thích cái đất này. Sao cô đâu có cái gì ăn hết. Trung Quốc đất 40 lần nha cấp hôm nay. Soccer. Em rơi góc phố hàng đêm, anh viết những khúc ca trao tặng em. Anh ơi em rất yêu anh yêu em. Bịp rồi. Ai nhảy? Phải môn à? Đâu? Ông ơi, anh biết chỗ nào không? Đi ăn biết chỗ. Đổ đường vô, đổ thêm đường vô, lấy đường đổ vô cho cô. Ok mọi người, mình bán hết cho mọi người còn tầm 8 ý là vì hắn xin lỗi vì đã không chọn bông á. Mới đi là khi nào mà đằng ngoài đi nói hiện lên là mí chào. Nhắn lên trên nhóm cho anh. Tôi đưa ông tôi có cầm đâu. Nãy tôi đưa cho ông rồi mà ông nội. Anh mới kêu là tao thích bán loại dở đó đó, mới không uống được thì mới đừng có mua. Làm ly xoài dầm nấy mà thôi. Ok, 3 vé các bạn ơi. Nó tua luôn tới cái đoạn mà tao làm được gần xong nhiệm vụ luôn rồi á. Gần. Nè, nó bắt đầu từ cái đoạn mà tao làm gần xong nhiệm vụ luôn á Đức. Là mất cái đoạn kèo luôn nè. Tao mới vô trận này tao không phải tao làm. Ok mọi người, mình sẽ có là
quốc thật sớm. Ba mười một tuần tồi cho mọi người. Ai mong bị lỗi sửa rất điểm với quốc. À, chắc đang like. Đút cho nó miếng ra thử. Ok mọi người. Mình đã được chụp ảnh ra mày chết cho mọi người. Ai đường thôi. Nó nằm bữa 2 bia, nó bé 2 liên tục của nó đi. Nó ngồi chi tơ nữa. Ok mọi người, mình cho anh làm ảnh trước nha các bạn. Ok mọi người, mình tưới hành với tưới cà rốt nha mọi người. Rồi bắt đầu mình quan rừng được các bạn ạ. À. Đồ sữa ông thọ vô đi. Đâu cô? Tưới năm cà rốt nữa là xong rồi. Nốt 50 hành nữa mọi người. Hành này định mình chơi 3 vé nhưng mà các bạn ơi, mình thu hoạch 3 vé nữa mọi người. À đường này nó lay. Ok các bạn. Ok mọi người, mình lấy mấy cây này nha. Mà nói ra bạn chế được rồi cái mèo. Ok qua rừng mình mua omelette với đập đá mọi người. Thì trong lúc qua rừng thì mình xin phép mọi người 2 phút mình đi ra ngoài tí nha các bạn. Giờ mới đi nhau rồi. Ok.
Ok mọi người đợi mình xin nhé, mình cách cái video cho bạn mình.
check cái video cho bạn mình nhé mọi người. Nó like mà nó bị lỗi. Mọi người đợi mình xin nha. Đâu quốc Telegram. Mới à quốc. Để xí các bạn ơi. Đợi xí là mình sẽ đập đá này. Không có. À rồi, ok. Cho chạy thử mười mấy giây. À rồi, có rồi. Ok, có. Cho chạy thử mười mấy giây thì sao? Ok mọi người, mình mua 7 Obelix nha các bạn. Mi này không á. Bắt đầu mi thấy cái chỗ bên Meta nó chạy nè. Nó hiện lên á. Lúc chào. Biết bây giờ chào. Không thì mày có BOS nó hiện lên màu xanh thì mày chào. Ok mọi người. Ok các bạn. Đại lý quýt. Thiếu lít tổng là xong nhỉ. Miếng đất của ông Trường có ba cái mặt tiền chứ mấy. Nó đéo chấm nữa. Tại sao lại đéo chấm nữa cô? Ok mọi người, ba vé này. À quên, mình còn thu hành nữa chứ nhờ. Ba vé nhưng mà phải thu hành đã các bạn ơi. Rồi mình qua tiếp theo các bạn. Ok, mọi người ơi,
xong rồi dưới 15 lần nha mọi người. Quay về mình mua thêm 11, mua thêm 11 cà rốt nữa. Con rừng gieo nè mọi người. Các bạn đợi mình xí nhá, để mình chụp mấy cái ảnh này cái. Mình chụp mấy cái ảnh nhiệm vụ này cái mọi người. Ok mọi người, còn đây nữa này. Ok mọi người, đợi mình xí nào, đợi các nhà đợi mình xí nhá mọi người. Ok, let's go qua rừng nào các bạn ơi. À, lồng. Elixir nè. Không. Ok mọi người. Ok mọi người, mình quốc đất 15 với 18 là 33 nha mọi người. Ông ăn gì, ông ăn ông que làm gì? Ok mọi người, quốc thêm 8 đất này này, 1, 3, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, ok mọi người 8 này, mình gieo nha mọi người, gieo khoai tây và gieo cà rốt nào. Ok mọi người. Hôm nay là ngày 17 à. Cắn hai trứng, cắn thêm một trứng nữa là được nha mọi người. Bây giờ thì cắn thêm một trứng nữa là xong. Xong 3 vé. Ui, lắc à. Ôi, còn 14 nữa. Ok mọi người, hãy sống lại đến với nhau đêm nay.
chụp cái ảnh của mình nha mọi người. EL 17. Ok các bạn. Mình nhận claim nhiệm vụ nha mọi người. Ok các bạn, mình bán hết này. Bán hết đi giờ để làm gì? Ok, ba vé nhé các bạn ơi. Mình qua tiếp theo các bạn ơi. Bắt đầu ríu mắt rồi đó. Ok mọi người, mình set nhiệm vụ xem nào. 40 lít sông hai cà rốt, ok. 940 lít. Ok. Mình xem lại nhiệm vụ của mình nào. Trước hết là mình sẽ xem 5 cà rốt này. 5 cà rốt nha các bạn. Xem 5 cà rốt. Ok mọi người. Mình bắt đầu thu hoạch. Chị cô kết thúc rồi. Mà đi. Rồi, nhân vật game ông nội dê nó ông nội. Ok các bạn ơi, mình tưới nốt 5 cà rốt nè mọi người. Mình càng lúa mà lạ. Mình thu hoạch 5 lúa các bạn ơi. Đập mẹ anh em, đập. Không phải ngại ngần gì hết, ưng là cứ đập thôi. Ok quạt sâu. Ok mình qua tờ Onion 5 lần nha mọi người. Sao cô? Mình tưới khoai tây 10 lần nha các bạn. Mình trẻ quá cơ. Ok mọi người tưới này. Ok các bạn ơi. Ok mọi người. Cho 5 cà rốt nè mọi người.
Ok mọi người, mình mua 6 u quên, nãy bán hết khoai tây rồi, mình quên mình còn một nhiệm vụ. Mình cần một nhiệm vụ sâu khoai tây nữa. Sâu 7. Ê cứ quăng quậy. Ok mọi người qua rừng nào. Làm tính chết đi mà ác. Ê con khỉ ác. Let's go. Qua rừng. Ok các bạn ơi. Xong cái mình phá 15 đá các bạn. Đó bị gì trễ rồi. Cái gì? À. Tình trạng giống bạn hôm qua đó. Ok mọi người. Díu mắt rồi các bạn ơi, tự nhiên mình díu mắt rồi. Đương cái mũi mặt. Ok mọi người, ạc này là rẹt rẹt 3 vé luôn nha các bạn. Anh em áp lực. Ok, thì mình cũng xin dừng video livestream của mình tại đây nha các bạn. Hẹn gặp mọi người trong những cái buổi livestream tiếp theo của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Ok này. Ok, mình xin dừng video của mình tại đây nhá.